Chào mừng các bạn đã đến với kênh 6879 TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. 6 bàn thắng, tấm thẻ đỏ và án phạt của tiền đạo Văn Quyết sau 7 vòng đấu V-League. Kênh YouTube 6879 TV xin chào các bạn. Vòng 7 V-League 2023 vừa kết thúc và tạm dừng để nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ tham dự SEA Games 32. Tuy nhiên, dư âm của trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Bình Định vẫn còn nóng hổi. Đặc biệt, những phút cuối trận tiền đạo Văn Quyết phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài. Kế đó ban kỷ luật của VFF ra án phạt treo dò 8 trận và số tiền phạt lên đến 40 triệu đồng. Trước khi có tấm thẻ đỏ và án phạt thì Văn Quyết, đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội là cây săn bàn chủ lực của đội bóng thủ đô. Mời các bạn cùng xem lại 6 bàn thắng và những pha kiến tạo của Văn Quyết qua 7 vòng đấu V-League 2023 nhé! Vòng 1 V-League ngày 5 tháng 2 năm 2023 Câu lạc bộ Hà Nội hòa Câu lạc bộ Việt Têu 1, 1. Ngày 5 tháng 2 Câu lạc bộ Hà Nội khởi đầu mùa giải V-League 2023 bằng cuộc so tài với Việt Têu trên sân hàng đẩy. Trận đấu giữa Việt Têu và Câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 1 V-League diễn ra với thế trận chặt chẽ và không có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, cả hai đội vẫn thể hiện lối đá bế tắc và chưa tìm được những pha phối hợp thật sự nhuần nhuyễn, chưa có đường tấn công sắc nét về khung thành của nhau. Tuy nhiên, bất ngờ cầu thủ Tuấn Hải vào sân thay người của câu lạc bộ Hà Nội có tình huống đi bóng lắc léo trong vòng cấm của Việt Teo khiến hậu vệ Gia hà truy cản không tốt dẫn đến pha phạm lỗi. Phút 69 trên chấm phạt đền, đội trưởng Văn Quyết lạnh lùng tung cú sút vào góc trái khung thành hạ gục thủ môn Văn Phong mở tỷ số 1, không cho câu lạc bộ Hà Nội. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Văn Quyết cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải mới V-League 2023. Vòng 2 V-League 2023 ngày 9 tháng 2, câu lạc bộ Hà Nội thắng Công an Hà Nội 2-0 tối ngày 9 tháng 2 trên sân hàng đẩy ở vòng 2 V-League, đội trưởng Văn Quyết đã xuất sắc lập cú đúp giúp câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục câu lạc bộ Công an Hà Nội với tỷ số 2-0. Trong hiệp 1 cả hai đội chơi đôi công sòng phẳng với nhau tuy nhiên vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Bước vào hiệp 2, câu lạc bộ Hà Nội cầm bóng nhiều hơn, liên tục vây hãm khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong khi đó các cầu thủ công an Hà Nội lại tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung của câu lạc bộ Hà Nội. Phút 71 từ tình huống đá phạt tinh tế của Văn Kiên, nhanh như chớp tiền đạo Văn Quyết lao vào đón đường truyền của đồng đội đánh đầu cận thành mở tỷ số 1, không cho Hà Nội. Tiếp đó 12 phút sau, Văn Quyết dũng mãnh xâm nhập vòng cấm công an Hà Nội, pha dứt điểm của Văn Quyết bị hậu vệ Văn Hậu cản phá làm bóng bật ra, ngay lập tức cú đá bồi của đội trưởng Văn Quyết đã đưa bóng xuyên qua hai chân thủ thành Bùi Tiến Dũng, ấn định chiến thắng 2, không cho đội bóng câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy sau hai vòng đấu tiền đạo Văn Quyết đã ghi tên mình vào bảng thành tích với 3 bàn thắng trực cháy cho câu lạc bộ Hà Nội. Vòng 3 V-League 2023 ngày 13 tháng 2 chiến thắng lần 3 trước Hà Tĩnh với tỷ số 3-2. Trong chiến thắng 3, 2 của đội nhà trước câu lạc bộ Hà Tĩnh tiền đạo Văn Quyết có bàn thắng sang bằng tỷ số 1, 1 ở ngay phút 15 của trận đấu. Đối đầu với đội có hàng công đáng gồm nhất giải, câu lạc bộ Hà Tĩnh chọn lối chơi phòng ngự phản công. Sau những phút đầu căng mình hứng chịu áp lực, câu lạc bộ Hà Tĩnh bất ngờ có bàn thắng phá vỡ thế trận. Phút 11 tiền vệ Văn Đức thực hiện quả tạc chuẩn xác để Abulao Diallo bật cao đánh đầu mở tỷ số 1, không cho Hà Tĩnh. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội không đánh mất nhịp chơi bóng. Đội bóng của huấn luyện viên Bojida Bandovic bình tĩnh kiểm soát trận đấu, đẩy cao nhịp tấn công rồi dồn ép đội Hà Tĩnh bằng những miếng phối hợp linh hoạt ở biên. Phút 15, tiền đạo Văn Quyết sang bằng cách biệt một, một cho câu lạc bộ Hà Nội với cú sút phạt quyết đoán ngoài vòng cấm Hà Tĩnh. Cú đá phạt cực mạnh, đẳng cấp đưa bóng đi vòng qua hàng rào, dội xà ngang rồi đập người thủ môn Quang Tuấn đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ câu lạc bộ Hà Tĩnh. Vòng 4 V-League 2023 ngày 17 tháng 2 trận hòa căng thẳng không, không trước Thanh Hóa. Tối ngày 17 tháng 2, câu lạc bộ Hà Nội có trận hòa không bàn thắng đầy toan tính và căng thẳng trước câu lạc bộ Thanh Hóa ở vòng 4 V-League. Trong bối cảnh hai đội đều có cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công đá trên sân hàng đẩy của câu lạc bộ Hà Nội chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với các cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Velia Popov Pop đang có phong độ cao với hai chiến thắng và một trận hòa sau 3 vòng, bằng điểm với câu lạc bộ Hà Nội trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh đã nhập cuộc đầy tự tin, sẵn sàng tấn công chủ động trước đối thủ đáng gờm. Cả hai đội chơi ăn miếng, trả miếng nhau đầy kịch tính nhưng cuối cùng vẫn không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút thi đấu. Vòng 5 V-League 2023 ngày 8 tháng 4 Hà Nội thắng thuyết phục thành phố Hồ Chí Minh 3-1, tuy làm khách trên sân thống nhất tối ngày 8 tháng 4, câu lạc bộ Hà Nội vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3 1 trước câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, đường kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023 sau 5 vòng đấu. Trong ba bàn thắng của đội nhà tiền đạo Văn Quyết không ghi bàn thắng nào nhưng anh có một pha kiến tạo sắc nét để tiền đạo Lu Cao ghi bàn. Phút 38 từ đường truyền bên cánh trái của đồng đội, tiền đạo Văn Quyết chạy chỗ đón bóng và tinh tế đệm bóng nhẹ nhàng cho Lu Cao. Tiền đạo người Brazil xoay người khéo léo dẫn bóng vượt qua các hậu vệ và tung cú sút dứt điểm xé lưới thủ môn câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh mở tỷ số 1, không cho trận đấu. Vòng 6 V-League 2023 ngày 13 tháng 4 Hà Nội thắng đậm Hải Phòng 3-0. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Bandovic chưa biết đến mùi thất bại, trong đó có trận thắng thuyết phục 2-0 trước Tân binh Công An Hà Nội. Điều đó là đủ để khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch. Tại vòng 6 V-League, hai bàn thắng của Văn Quyết và siêu phẩm của Luca đã giúp câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-0 qua đó trở lại ngôi đầu bảng V-League 2023. Khai trận, điều bất ngờ là sau tiếng còi của trọng tài ngay giây thứ 38, hậu vệ kiên quyết kéo ngã Xuân Tú trong vòng cấm và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà. Từ khoảng cách 11 m đội trưởng Văn Quyết dễ dàng đánh bại thủ môn Đình Triệu mở tỷ số 1, không cho đội bóng thủ đô. Tới phút 37, Lu Cao đánh đầu điệu nghệ cho Văn Quyết, anh tinh ý phá bảy việc vị rồi tung cú sút xé lưới hải phòng ghi bàn thứ hai nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân hàng đẩy. Đây là bàn thắng thứ sáu của tiền đạo, đội trưởng Văn Quyết trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội tại V-League 2023. Vòng 7 V-League 2023 ngày 17 tháng 4 Bình Định chiến thắng ngoạn mục Hà Nội 3-1 sau 6 vòng đấu với 4 trận thắng và 2 trận hòa câu lạc bộ Hà Nội đang xếp vị trí nhất bản với thành tích bất bại và nắm trong tay 14 điểm. Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Quy Nhân tại vòng 7 V-League đội bóng thủ đô phải nhận thất bại đầu tiên 1-3 trước Topen Bình Định. Với chiến thuật hợp lý, cộng thêm phong độ thi đấu xuất sắc của tiền đạo Rafalen cũng như thủ môn Đặng Văn Lâm đã góp công lớn vào chiến thắng 3-1 cho Bình Định. Trong trận đấu này tiền đạo Văn Quyết không ghi bàn mà bàn thắng duy nhất của câu lạc bộ Hà Nội do công của tiền đạo Lucao ghi ở phút 49. Trước đó, ở phút 60 trong pha tấn công của tiền đạo Rafalen bình định thủ môn văn chuẩn câu lạc bộ Hà Nội băng ra cản phá và rõ ràng phạm lỗi với Rafalen. Ban đầu trọng tài chính Mạnh Hải gây tranh cãi khi xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, trợ lý Nguyên Thành ở góc quan sát thuận lợi tư vấn kịp thời cho trọng tài Mạnh Hải thay đổi quyết định cho Bình Định được hưởng phạt đền và Len đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2, 1 cho Bình Định. Được biết, sau khi trận đấu giữa Hà Nội và Bình Định kết thúc, tiền đạo Văn Quyết tỏ thái độ vùng vằn. Phản ứng với trọng tài sau trận đấu và được cho là có pha thúc cùi chỏ vào trợ lý trọng tài Nguyên Thành. Đứng bên cạnh, trọng tài chính Mạnh Hải nhìn thấy và lập tức trút thẻ đỏ trực tiếp cho Văn Quyết câu lạc bộ Hà Nội. Ngay sau đó, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ra quyết định kỷ luật khá nặng đối với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội vì hành vi phản ứng mạnh với trọng tài. Theo đó, tiền đạo Văn Quyết sẽ bị treo dò 8 trận đấu kế tiếp và bị phạt 40 triệu đồng. Như vậy, sau 7 vòng đấu V-League 2023 tiền đạo Văn Quyết câu lạc bộ Hà Nội đã ghi cho mình 6 bàn thắng. Một kiến tạo, tuy nhiên anh lại nhận một tấm thẻ đỏ với án phạt 40 triệu đồng và treo dò 8 trận. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like, chia sẻ bình luận để nhận được những video mới nhất, hay nhất trên kênh 6879TV nhé. Xin cảm ơn.